Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì có thể mình sẽ kết thúc công việc ở đây nha mọi người. Chiều nay mưa gió dữ quá, nãy giờ là mình đi mình lo khắc phục cái mưa gió rồi nè. Chủ yếu là mấy cái lưới mình che với lại mấy cái tấm vải mình che nắng cho mấy cái hậu kính á bị đứt dây mọi người. Nè, mình phải thu gọn lại rồi căng chằng đồ lại. Tạm thời thôi các bạn, chắc sáng mai mới sửa kỹ rồi được. Bây giờ này tạm thời như vậy đi. Rồi ống oxy xúc, gió dữ quá, ống oxy xúc, rồi tùm lum hết mọi người. Cho nên là mình cũng ấy luôn, dọn dẹp đồ xong rồi cũng ngơi luôn, cũng mệt rồi. Ngày hôm nay coi như là không có làm được gì hết anh em. Không làm gì được gì hết, chỉ có dán đề can cái dàn hồ này rồi châm nước rồi lại là chưa có ấy luôn. Thật sự là chưa có thả cá, chưa có tách cá gì được luôn mọi người. Chắc sáng mai mình sẽ làm. Sáng mai đi, sẵn để cho nước ổn định cái đi rồi sáng mai mình làm nó cũng được. Có thu hoạch cá bột nha mọi người. Đang nổ nha, cái máy này nè. Không biết là sẽ được nhiều ít đây. Beta Blue Rat. Ngày hôm nay kế hoạch mình nhiều việc lắm đó chứ, nhưng mà cuối cùng lại bị dồn việc nữa rồi. Ngày mai sẽ sần đầu đó, tại vì mình đang lên kế hoạch mình đi sửa chiếc xe nữa. Xe của mình hôm bữa dựng ngã bị bể cái dàn đầu, cho nên tính đi gắn lại cái dàn đầu cho ngon lành đầu lại để đi, chứ chạy mà nghe rè bực mình lắm mọi người. Rồi mình còn phải đi mua mấy cái phi để mình trữ nước đó. Chủ yếu là mình mua phi bít đó mọi người, rồi mình cắt hai ra mình để trên đầu kệ để mình trữ nước để mình sử dụng, mình thay cho cá đồ các kiểu. Chỗ của mình dạo gần đây nước kém quá kém, không làm ăn được gì hết, thay nước cho cá đồ cũng không được. Mình cũng hư khá là nhiều bầy khi mà mình thay ẩu đó, chịu rồi, phải đầu tư thêm cái vụ mà trữ nước. Ban đầu ở cái vị trí của mình đó, cái cột nước á, tổ nước người ta có cái dàn lọc sẵn rồi, nước tới tay mình xài á, nước tới tay mình dùng thì nước rất là đẹp, không có ít có nào bị đục lắm. Lâu lâu xả phèn rồi mới đục thôi chứ bình thường là cũng đẹp lắm. Với lại là mình có cái cục lắng sơ á mọi người đó, thì xài cũng ổn áp. Nhưng mà dạo gần đây làm như cái tổ nước của mình bị hư dàn lọc là hay sao ấy, rồi nước dạo đây bị vàng mà thay cho mấy dòng mắt đen còn đỡ, thay cho mấy dòng mắt đỏ thì thôi rồi, nhức cái đầu luôn anh em, lạng quạng lắc thấy mà mê luôn đó. Thành ra đâu có dám thay nhiều, nhiều khi mình hút cạn rồi mình kiểm tra nước rồi các kiểu rồi mình thấy xấu quá rồi thôi mình không thay luôn á. Thật sự nhiều hồ mình hút cạn 2-3 lần mà mình không có châm nước lại luôn. Nói mình giam lại, mình không có châm nước lại, đợi nước đẹp mình mới châm. Hoặc là mình xách nước trong mấy cái thùng phi mình chứa đó, rồi mình châm thôi đó. Bây giờ sẽ đầu tư thêm mấy cái phi ở trong nhà nữa để thay cho gốc nuôi cá phía trong. Gốc nuôi cá phía trong này cũng hỡi ơi lắm, không có nước thay đó mọi người, nó hút riết cạn queo luôn rồi. Hút riết nước còn có như đây hút hoài vậy thì hết nước, mà không có nước châm lại, xách nước vô thì đi ra đi vô mà lắm. Mình nói thiệt, nếu mà hồ mà xách nước thay ở trong đó, mà các bạn biết trong đó mình bao nhiêu hồ, ba cái dàn kệ 12 hồ thì ra 36 cái hồ kính 433, bình quân 433 nha, tại vì 435 mình hai dàn 535 với lại một dàn 433 đó. 433 thì xách hai cái xô 10 lít là đổ là dư sức rồi. Mà 12 cái hồ như vậy, 36 cái chứ. Căng lắm mọi người, đi tới đây luôn muốn què luôn á. Đó, muốn sụi giò luôn mọi người. Cho nên là mình chắc mình sẽ phải mình cũng đang lên kế hoạch để mình để mấy cái bồn. Tại vì lúc trước mình hàng cái kệ á là ở trên này, kệ 3 tầng nha, thì ở trên này mình còn một cái tầng nữa. Và thường thường cái tầng ở trên cao quá mình sẽ không dùng tới. Thật sự là hầu như là sẽ không dùng tới cái tầng ở trên cao quá. Tầng đó để đựng nước trữ đồ ngon anh em. Nói chung là dán màu kính sẽ đẹp hơn, nhưng mà
mình nghĩ thôi chắc không nhiều nước bằng đâu, tại vì cái kệ dài có tầm khoảng 1m2 thôi, 1m2 thì các bạn thấy 1m2 mà nhân cho 0.5, nhân cho 0.5 nữa thì nó ra là tầm khoảng cũng nhiều ha, tính ra là cũng được 1m2 nhân 1/2 nó ra là 600 tầm khoảng 300 lít nước à. Đó, nếu mà vô full hồ là 300 lít nước, mà dán một cái hồ như vậy thì cũng cỡ cái kia thôi, nhưng mà xài cũng không mấy đâu, không bền, mình nghĩ không bền bằng, cho nên là mình quyết định là mình dự định là mình sẽ mua phi cho nhanh các bạn. Cái phi cũng 200 lít rồi. Phi 200 lít hết 400k tầm đó, cưa làm hai ra, cưa đứng nha, dự định vậy thôi, để coi ra nhiều khi có mấy cái phi mà vừa mình mua mấy phi nhỏ luôn cho ngon. Nó nói nãy giờ đi sàn chứ quên mình nói để mình cái dàn hồ bên kia là để mình tách trống máy cho cái bài này nè anh em. Bài này nè Lurat Meta Lurat 1 bài 2 bài là mình còn dư bên đó là 5 hồ, 5 hồ mình tách cho bài AB ấy nữa, AB Redline, AB Meta Redline là 3 bài, còn dư 3 hồ tách được 1 bài nữa, chắc AB chắc tách bài ấy quá, để coi rồi dọn mấy cái hồ này là có hồ tách cái này rồi đó. Này này là dòng Redline BDS sọt cái cưng lắm. Giờ này các bạn biết mấy giờ không, 3-4 giờ thôi mà tối vậy đó mọi người, cho nên là mình mới quyết định là mình sẽ nghỉ sớm, chiều này có thể là mình sẽ không cho cá ăn chiều luôn á, cử sáng mình có cho ăn hạt cơm bia, cử trưa mình có cho ăn trùng chỉ rồi, cử trưa này mình cho ăn trùng chỉ xương xương à, chứ còn không nhiều, tính chiều cho ăn hạt cơm bia nữa là ngon, cá rồi mùa này cho ăn ngày 3 cử là đẹp rồi, nhiều khi 2 cử luôn đó. Cả máy u cái cần nha. Đó, hầm bày mê tay với này kìa. Đang ẩn meta nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, đang ẩn meta. Cá cũng khá lũ. Nói chung thì mình đang mê cái chuyện mà rằng ri dây cá nè. Mình khoái cái dàn qua dặn thân quá chừng. Bày cái bộ meta, mấy cái bộ meta với lại mấy bộ lay với lại mấy bộ Tiger King. Ui, mê lắm, thiệt luôn. Trong chờ cá đẻ nhờ gặp nhầm ngay cái bộ AB Tiger King á, nhìn phê lắm mà cá đẻ xịt rồi anh em. Nó hạt bột bầy của mình thu hoạch đâu đó tầm chừng 10 cặp hết lóc, có bầy thì cá mái nhiều, có bầy thì cá trống nhiều, mà mấy bữa nay mình thu hoạch toàn là cá trống nhiều, cá mái ít xịt, mà cá mái mà chịu đẻ cũng ít nữa, không nhiều luôn. Ta nói một lứa như vậy 20-30 cá bột, 20-30 cá bột mà mình để cá giống nhiều chứ đâu ít, mình để đâu đó gần chục cặp giống luôn á, tại vì cá mái đẻ cá bột ít quá cho nên là mình phải để cá mái nhiều lên. Mình đang đứng mình nghía cái bầy này, bầy này chưa thấy, bầy này đang nhú nhú sụa lô, đang nhú xương xương. Nhắc tới sụa lô mình mới quên, các bạn thấy không, công việc nhiều quá rồi cái lần sụa cái quên nha anh em. Mình nói để mình tập đẻ cho một mái sụa lô bên đây nè. Ây da, bụng căng lắm rồi, hồi trưa này mình cho ăn, mình kiểm tra mình thấy bụng căng lắm rồi, hình như cá mái này hả ta, thiệt tình bây giờ nhìn không biết cá mái nào luôn hả ta, hình như cá mái này nè anh em, vớt lên mà bụng đỏ là ẻm rồi nha. Em rồi, em đúng em rồi. Đó, sụa lô. Ngay cả cái ria bông cũng ra sụa lô luôn. Rồi. Lấy ấy nước, khay nước còn nữa.
còn nữa nha, còn máy này nữa nè, máy này nữa nè các bạn. Đó. Nói mà quên mọi người, sáng giờ lần sầu quần cái quên luôn. Các bạn có giống như mình không? Đó, nhiều khi lưu sô bu rồi cái quên tách đẻ cho cá luôn á anh em. Đó. Rồi lấy cái khay rửa sơ tách luôn nha, còn chờ gì nữa. Rồi để chắc làm thêm một ít lòng đẻ, nó mấy bữa nay lòng đẻ của mình bị thất thoát nhiều quá, nói chung bị mình làm lạc á, làm riết bỏ mình bậy mình bạ lạc hết trơn. Cái máy này nè, ba cái máy này quá trời đẹp, quá chân đẹp mà chưa bật. Phin bự Swallow dày, mũi ây da, mũi mùa này dưới chỗ mình nuôi cá mũi bao la luôn các bạn, quá chừng mũi luôn á. Thôi chặt co máy đó thôi đó, chặt co bé máy đó thôi đó. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người, hẹn lại các bạn vào tối ngày mai nha. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn. Đó, mưa gió tới.